Tết đã sắp tới nơi rồi mà con xe của bạn thì lại chưa được ăn Tết. Vì vậy muốn được ăn Tết sớm thì phải chăm sóc cho con xe thiệt là tốt. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cái bạn nên cần làm nhất với con xe của bạn trong những ngày đi chơi Tết. Đầu tiên đó chính là dầu thắng. Đây là dầu thắng mới Dot 4 của Motul nha. Ồ, xe của mình đã 1 năm trời không thay dầu thắng. Dầu thắng nó cũ quá rồi. Khi mà dầu thắng nó cũ, nó mất chất, nó sẽ gây ảnh hưởng tới lại cái hiệu suất sử dụng. Cái thứ hai là engine clean của Motul. Coi chúng ta cặn bẩn nhiều, chúng ta muốn lột rửa thật là sạch cái cặn bẩn đó thì mình sẽ đổ vào trong cái nhớt cổ, đưa hết chất bẩn khi mà mình xả nhớt ra. Chúng ta sẽ mở nắp, gắn cái nắp nhỏ nó lên, sẽ đổ dung dịch này vào ha. Rồi sau đó đậy nắp lại và chỉ việc nổ máy trong vòng 10 phút. Rồi mình nổ máy luôn nha. Cái thứ ba đó chính là vệ sinh kim phun bùn đốt. Đã rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần đổ thẳng trực tiếp vào trong bình xăng là nó khi mà sử dụng nó sẽ là vệ sinh được cái kim phun của chúng ta, sẽ tránh cặn chúng ta. Rồi với những chiếc xe nhỏ thì cứ khoảng 50 ml mình dành cho 5 lít xăng thôi, thì mình chỉ việc là đổ vào trong bình xăng trực tiếp thôi. Đây cái nắp của nó mình tháo nắp ra, sau đó mình dặn cái này lên đó, nó có cho sẵn cái giò này luôn để bắt đầu mình đổ dung dịch vào. Thật ra thì mình cứ cân tùy hứng thôi, đại khái thôi, đó là khoảng 1/4 chai. Sau khi xong chúng ta chỉ việc đổ sạc đầy lại. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong 3 giai đoạn đầu tiên để cho con chiến mã của mình có thể sử dụng vào mùa Tết một cách trơn tru, đó là dầu thắng cho an toàn, xúc rửa vệ sinh động cơ, kế đó vệ sinh bùn đốt kim phun bằng dung dịch đổ vào xăng, và ngoài ra chúng ta sẽ thay một chai nhớt mới cho anh em nó luôn. Ok, chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở phần sau.